đậm trong trái tim của tôi. Once again, I'm indebted to be invited here by Thich Phúc Thanh to visit the Phúc Quay Temple. Tôi muốn cảm tạ Thượng tọa Thích Phước Tấn AWM về lời mời tham dự lễ Tết Hội Cộng đồng Người Việt tại Chùa Phước Huệ. The monks have been telling me, recently this temple has been praying for rain. So today, the Buddhist prayer has been answered. Do a time for families and friends to come together as you do today. Đó là một thời gian lễ hội đầy phấn khởi cùng với gia đình và bằng hữu để cầu chúc lẫn nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Năm nay là năm Canh Tí, năm chục đầu tiên trong chu kỳ 12 con giáp, tượng trưng cho tài sản, niềm tin, lạc quan. Đây là những đặc tính thích hợp cho khởi đầu cùng tập niềm mới. Trăm đầu năm nè. Đang xin sâm á. Tay cũng xin sâm nữa. Hai vợ chồng. Chồng tay vợ Việt xin sâm. Mấy người này là đang đứng xếp hàng để xin sâm đầu năm đó. Thân chân ly diện màu, thân chân đồng niên.
Thank you.
Kính thưa quý vị, nếu vì nào mà có bỏ quên một cái xách tay trong lúc ngồi ăn ở trong hội trường thì xin quý vị đến văn phòng chùa Phước Huệ để nhận lại xách tay này. Văn phòng của chùa hiện đang giữ xách tay của vị nào đã bỏ quên trong lúc ăn ở hội trường. Once again, ladies and gentlemen, on behalf of the Phước Huệ Temple, we thank you for your presence here tonight to join in this wonderful tradition of ours, and we wish you great health, happiness and prosperity in the new year of the metal rat. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn văn tập về chánh điện để tham dự thời khóa tụng kinh đầu năm thì xin mời quý vị bước vào bên trong chánh điện, và nhân dịp cũng nhận bao lì xì lọc chùa nhân dịp đầu năm. Thượng tọa phó chủ trì kính mời quý vị nhân dịp đầu năm hãy văn tập về chánh điện chùa để tham dự khóa lễ tụng kinh đầu năm. Cầu an, cầu phước cho gia đình và cho chúng sanh, cũng như là cho đất nước Úc Đại Lợi và khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp này chùa cũng có những bao lì xì, đó là lộc của chùa. Xin mời quý vị bước vào bên trong chánh điện. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị mọi việc an lành kiết tường trong năm mới. Khi quý vị đang lái xe trên đường, hãy nhớ luôn giữ khoảng cách an toàn với xe tải. Do kích thước và chiều dài của chúng, xe tải có điểm mù lớn hơn xe hơi trung bình. Điều này có nghĩa là tài xế xe tải không phải lúc nào cũng nhìn thấy quý vị. Vì vậy, để giữ an toàn cho mọi người, hãy thận trọng khi lái xe bên cạnh hoặc phía sau xe tải.